Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 241 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rè tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 241 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi biết được thông tin về Hoa Hồi Minh, Phan Lâm liền trực tiếp đi tìm Takahashi Imura để khiêu chiến trước hành động này của phan lâm trịnh nam thiên và nông minh chiến rất lo lắng không biết phải xử lý chuyện này như thế nào đúng lúc này nông minh chiến liền nhớ ra mình có một người bạn vừa mới tới yến kinh liền lập tức lấy điện thoại di động ra để gọi cho ông ta yêu cầu ông ta đi cùng với mình để đến gặp takahashi imura nhưng một lúc sau nông minh chiến có chút sững sờ và trực tiếp cúp điện thoại rồi nói chúng ta trực tiếp đi đến chỗ của takahashi imura thôi về bạn của ông đâu trịnh nam thiên sững sờ hỏi ông ấy đã đến đó rồi nông minh chiến cười nói cái gì cơ trịnh nam thiên có chút choáng váng hóa ra lần này người bạn của nông minh chiến đến yến kinh là vì ninja cấp cao takahashi imura mấy ngày trước anh ta nghe được tin tức của làng takashi imura cho nên lập tức chạy tới nơi này dự định so tài cao thấp với takahashi imura trong những năm trước đây, người bạn của nông minh chiến đã khiêu chiến với Takahashi Imura nhưng bị đánh bại. Hôm nay, ông ta muốn nhân cơ hội này để rửa sạch nỗi nhục ngày trước. Xe chạy đến khách sạn của Takahashi Imura thì dừng lại. Khi nông minh chiến xuống xe, ông ta thấy một chiếc xe taxi dừng lại cách đó không xa. Một già, một trẻ bước xuống. Một ông già khoảng 60-70 tuổi, mặc một bộ đồ đường cổ, chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm nghị giả nua, nhưng không hề kiêu ngạo về phần cô gái trẻ là một cô gái trong bộ võ phục màu trắng cô gái đó có mái tóc ngắn nước da trắng ngần đường nét thanh tú dáng người mảnh khảnh cánh tay cân đối và đôi chân dài chồng cô ấy giống như một người đã tập võ từ nhỏ vậy ông trần nông minh chiến hét lên ông ta lập tức nhìn lại khi vừa nhìn thấy nông minh chiến thì ông ta lập tức bật cười lãnh đạo nông không ngờ xa cách vài năm chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây ông già được gọi là ông trần tiến lên ông ta nắm lấy tay của nông minh chiến với sự phấn khích ông trần vốn dĩ muốn nói chuyện vui vẻ với nông minh chiến nhưng nông minh chiến lúc này lại muốn ngăn phan lâm lại trước khi anh tìm thấy takahashi imura ông trần chuyện này nói sau nhé tôi muốn hỏi ông một câu lần này ông tới tìm takahashi imura là để thách đấu Ông có chắc chắn sẽ đánh bại được ông ta không?" Nông Minh Chiến trầm giọng hỏi. "Nếu tôi không có tự tin này thì tại sao lại tới đây chứ?" Ông Trần khịt mũi nói, sau đó kỳ quái nhìn Nông Minh Chiến, "Nói đến thì tôi mới nhớ, lãnh đạo nông hình như ông không có luyện võ, từ bao giờ mà ông lại quan tâm đến những vấn đề này vậy?" Một lời khó có thể giải thích hết được. Nông minh chiến nắm tay của ông trần và đi về phía khách sạn đồng thời kể cho ông ta nghe về phan lâm cái gì lâm thần y dám đi khiêu chiến với takahashi imura ư ừ. cậu ta chán sống rồi chắc chẳng lẽ cậu ta không biết takahashi imura là người như thế nào sao ông trần cau mày nói người trẻ tuổi rất dễ bốc đồng tôi có chuyện muốn nhờ ông nếu ông thấy đứa nhỏ họ phan này muốn khiêu chiến với takahashi imura thì ông nhất định phải ra tay ngăn cản lại nông minh chiến vội vàng nói sao lại như vậy chứ nông minh chiến ông đang muốn bảo vệ đứa nhỏ này sao hôm nay tôi muốn cậu ta phải bình an vô sự nông minh chiến nói với khuôn mặt kiên định một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi không biết trời cao đất rộng lại dám đi khiêu chiến với takahashi imura tôi sợ rằng từ trước đến nay cậu ta chưa từng tiếp xúc với đối thủ nào kinh khủng như vậy ông già này luyện võ cả đời mới dám đi thi đấu với ông ta một chàng trai trẻ như vậy sợ rằng sẽ phải mất mạng khi đấu với ông ta mất đừng nói nhiều như vậy ông cứ nói cho tôi biết ông có thể ngăn được cậu ta hay không được từ khi quen biết đến giờ ông chưa từng nhờ bà tôi cái gì cả lần này tôi nhất định sẽ giúp ông có tôi ở đây tôi nhất định sẽ không để cho cậu ta mất một sợi tóc nào ông trần vỗ ngực bước vào bên trong Toàn bộ khách sạn được ký hợp đồng bởi một nhóm đại diện từ các nước láng giềng. Nên gia cấp cao Takahashi Imura đang sống một mình ở trong một căn phòng rộng lớn ở giữa khách sạn. Ông ta không thích quá cao hay quá thấp. Ở giữa là có thể ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt vời nhất của Yến Kinh. Đứng lại, các người là ai? Một thành viên trong đoàn đại biểu ngay lập tức ngăn cản mọi người lại. Đồ khốn, đây là thù trường chiến, anh thật là lớn mật mau cút ngay cho tôi. anh mau kêu người đưa chúng tôi đi gặp Takahashi Imura nhanh lên. nếu anh dám chậm trễ thì đừng có mà trách chúng tôi. Lưu bảo Nam tiến lên phía trước và hét lớn. khuôn mặt của người đàn ông kia đột ngột thay đổi. anh ta lập tức cúi người sang một bên và dẫn mọi người đi gặp Takahashi Imura. đồng minh chiến cảm thấy rất bất an. ông ta lo lắng rằng khi ông ta nhìn thấy Takahashi Imura cũng là lúc ông ta nhìn thấy thi thể của Phan Lâm. Có lẽ anh sẽ không thua nhanh như vậy, đúng chứ? Lông mày của nông minh chiến cao chặt lại, ông ta đã bắt đầu lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất. Nhưng khi vào đến căn phòng của Takahashi Imura thì nông minh chiến mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ trong phòng đều nguyên vẹn, không có dấu vết đánh nhau và cũng không thấy bóng dáng của Phan Lâm đâu. Điều này cho thấy có lẽ Phan Lâm vẫn chưa có tới đây. Thủ trưởng chiến, đêm khuya rồi mà ông vẫn đến thăm kẻ hèn này rất hân hạnh được gặp mặt takahashi imura ngay lập tức đứng dậy và bước tới chào hỏi mặc dù ông ta có thân phận cao quý và cảnh giới võ công không ai có thể sánh bằng nhưng khi đối mặt với nông minh chiến ông ta cũng không dám phạm sai lầm bởi vì ông ta biết thế lực đằng sau ông già này đáng sợ như thế nào đại sư takahashi imura xin chào nông minh chiến thờ ơ đáp không biết nửa đêm các ông tới đây là có chuyện gì vậy? Takahashi Imura hỏi. Nông Minh Chiến không nói lời nào, chỉ liếc nhìn mắt của ông Trần. Ông Trần liền hiểu ý tiến lên, thở dài nói. Takahashi Imura, ông còn nhớ tôi không? Takahashi Imura nhìn ông Trần một hồi, sau đó lập tức gật đầu nói. Sao lại không nhớ chứ? Ông đã bị tôi đánh bại. Ông... Ông nói cái gì? Ông Trần lập tức hét lớn, "Nếu là như vậy, thì Takahashi Imura, hôm nay tôi sẽ đấu với ông." Ông Trần là một người thẳng thắn, mục đích của ông ta tới đây chính là để thách đấu với ninja cấp cao. Ông ta không muốn hồi tưởng lại chuyện cũ mà muốn lập tức thi đấu. "Takahashi Imura, mau ra tay đi, lần này tôi muốn phục thù." Ông Trần bước tới và hét lên, "Ngoài việc nói ra ông ta còn giải phóng tất cả năng lượng của mình một năng lượng tràn trề và mạnh mẽ chưa từng thấy tràn ngập cơ thể của ông ta những người học trò của takahashi imura ở xung quanh đều cảm thấy sợ hãi trước năng lượng mạnh mẽ này khuôn mặt của bọn họ tái nhợt hơi thở cũng trở nên rối loạn khí thế của ông ta thực sự là quá mạnh ông trần tuy rằng vẻ ngoài không đẹp mắt nhưng ông ta đã dành cả đời này để luyện võ. Từ nhỏ, ông ta đã là thiên tài với một tài năng phi thường. Nếu để so sánh với Trịnh Nam Thiên, thì cũng chỉ có ông ta là xứng đáng. Và cũng chỉ có ông ta mới dám thách đấu với Takahashi Imura, người có biệt danh là niên gia cấp cao. Lưu Bảo Nam, mau lùi lại. Cô gái nhỏ, cô có phải là cháu gái của ông Trần không? Cô mau ra đây với tôi, đừng có đứng gần chỗ đó. Kèo lại bị thương bây giờ. Mặc dù Nông Minh Chiến không phải là người trong giới võ thuật, nhưng ông ta đã tiếp xúc với rất nhiều tuyển thủ và hiểu được sự kinh khủng của bọn họ. Tuy nhiên, những học trò của Takahashi Imura vẫn cứ đứng yên tại chỗ và nhìn chằm chằm vào ông Trần. Tại sao bọn họ không rời đi, chẳng lẽ không sợ bị ảnh hưởng sao? Lưu Bảo Nam kinh ngạc nói. Nông Minh Chiến cũng nhìn chằm chằm vào những người này và cảm thấy có gì đó không ổn. Những người học trò của Takahashi Imura đã bị sức mạnh của ông Trần đè nén. hô hấp không thông, ai nấy đều đang khó chịu đến cực điểm, nhưng bọn họ vẫn đứng yên tại chỗ. Rốt cuộc, bọn họ đang làm gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ không sợ chết sao? Hay còn có một lý do nào khác? Từ trước đến nay, trái tim của nông minh chiến chưa từng đập nhanh đến như vậy. Vào giờ phút này, biến cố thực sự xảy ra rồi. Đúng là không biết tự lượng sức mình, với thực lực của ông thì chỉ đủ để thi đấu với học trò của tôi mà thôi. Nếu muốn đấu với tôi thì e rằng ông không có đủ tư cách. Sau khi nói xong, Takahashi Imura đột nhiên mở mắt và phát ra một tiếng ha trong miệng. Trong phút chốc, khí lực lúc nãy của ông Trần bao trùm cả căn phòng, đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, giống như những mảnh kính vỡ, không có chỗ nào là hoàn chỉnh. Cái gì? Sắc mặt của ông Trần tái nhợt, đám người xung quanh liên tiếp lùi về phía sau và kinh ngạc nhìn Takahashi Imura. Cô gái tóc ngắn đứng ở đây cũng sững sờ và lẩm bẩm nói. Không thể. Chuyện này... Chuyện này là không thể nào. Chuyện gì vậy? Cô gái nhỏ. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Một người bình thường như Đông Minh Chiến không thể nhìn ra được manh mối nên đã vội vàng hỏi. Cô gái tóc ngắn cắn môi dưới và thì thào ông nội thua rồi sao sao lại thua rồi lưu bảo nam bên cạnh không khỏi kinh ngạc đông minh chiến cũng không chấp nhận được ngay người nói hai người họ đã đánh nhau đâu tại sao ông trần lại thua rồi chứ ông nội phải lấy đà trước khi chiến đấu sau khi lấy đà xong thì có thể xuất chiêu một khi đã lấy đà thì nhất định phải đánh chết đối thủ vừa rồi ông nội đang lấy đà chuẩn bị xuất chiêu nhưng đối thủ chỉ cần ha một tiếng đã có thể phá vỡ khí lực của ông nội để đạt được cấp độ này phải là một siêu cao thủ mạnh hơn ông nội vô số lần người đàn ông này và ông nội vốn dĩ không hề cân sức ngay từ đầu ông nội đã thua rồi cô gái tóc ngắn đau lòng nói và cảm thấy rất hụt hẫng đồng minh chiến như bị xét đánh ông ta đột nhiên xoay đôi mắt già nua của mình và nhìn thẳng vào ông trần đa số mọi người đến xem náo nhiệt chỉ có cô gái nhỏ này là có thể nhìn thấu đáo mọi chuyện nhiều người không ngờ rằng ông trần lại có thể thua một cách thảm hại và nhanh chóng như vậy đây có phải là ninja cấp cao không liệu đây có phải là một sự tồn tại giống như là thần thánh được những nước láng giềng tôn vinh không takahashi imura sau nhiều năm như vậy tiến bộ võ công của ông đã nhanh hơn tôi gấp đôi hiện tại ông đang ở cảnh giới nào rồi ông trần nghiến răng bất đắc dĩ hỏi cảnh giới của tôi là cảnh giới mà ông không bao giờ đạt được ông trần nếu tôi đã có thể đánh bại ông lần một thì hiển nhiên là tôi cũng có thể đánh bại ông lần hai bởi vì thực lực của tôi so với ông mạnh hơn rất nhiều vì vậy những người như ông không đủ tư cách để thách đấu với tôi takahashi imura nhẹ nhàng nói tôi thừa nhận ông rất mạnh lần này tôi thua nhưng tôi không tin mình không thể đánh bại ông lần sau tôi nhất định sẽ đánh bại ông ông trần mặc dù tức giận nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận thất bại của mình ông ta sẽ rời đi trước sau đó trở về chăm chỉ tu luyện chờ thời cơ thích hợp để đánh bại takahashi imura nhưng đúng lúc này, Takahashi Imura lại lên tiếng. Ông Trần, ai bảo ông rời đi? Ông Trần dừng sốt, sau đó đột ngột quay đầu lại nói. Ông muốn làm gì? Tôi là ninja cấp cao. Tôi được mọi người ở đất nước tôi ngưỡng mộ. Không phải ai cũng có thể thách đấu với tôi. Nếu ông muốn có cơ hội để chiến đấu với tôi, thì ông nhất định phải trả giá. Bây giờ ông đã chiến đấu với tôi rồi, nhưng giá của ông là bao nhiêu? Takahashi Imura chế nhạo nói. Giá sao? Ông muốn cái giá nào? Ông Trần hỏi với vẻ mặt khó coi. Đơn giản thôi. Tôi chỉ cần tay chân của ông. Chắc hẳn. Không có vấn đề gì đâu chứ. Takahashi Imura mỉm cười nói. Tay chân sao? Khuôn mặt của một số người xung quanh lập tức tái nhợt. Chẳng nhẹ. Takahashi Imura muốn hủy bỏ cơ thể của ông Trần sao? Trong chốc lát, vẻ mặt của ông Trần đột nhiên trở nên khó coi. Takahashi Imura, ý của ông là gì đây? Ông muốn giết tôi thì cứ việc ra tay đi. Chẳng lẽ ông muốn cả đời này tôi làm phế nhân sao? Ông không cần phải xúc phạm tôi. Ông có thể trực tiếp giết tôi đi. Ông Trần với một tính khí cứng rắn, lạnh lùng nói. Xúc phạm ông sao? <laughs> ông Trần, ông coi trọng bản thân mình quá rồi đấy. Ở trong mắt tôi, Ông còn không xứng làm đối thủ của tôi. Tôi không có hứng thú xúc phạm ông. Tôi làm như vậy là để cho những kẻ muốn thách thức tôi phải biết rằng tôi là ninja cấp cao Takahashi Imura này không phải là ai muốn thách đấu lúc nào cũng được. Nếu ông dám đấu với tôi thì ông phải chuẩn bị sẵn tinh thần để trở thành một kẻ phế vật rồi, ông hiểu chưa? Takahashi Imura nhẹ nhàng nói. Ông Trần nghe xong thì bắt đầu thở dốc nông minh chiến cũng không dám khoanh tay đứng nhìn nữa mà lập tức đi tới trước mặt ông ta thở dài takahashi imura ông đã làm việc này bao giờ chưa đây là bạn của tôi ông chặt tay chân của ông ấy không phải là không thích hợp sao ông ấy là bạn của ông sao nông minh chiến takahashi imura nhìn nông minh chiến hỏi đúng vậy thì ra là vậy nhưng chuyện này liên quan gì đến ông takahashi imura lại hỏi nông minh chiến cũng cảm thấy choáng váng đây là vấn đề của chúng tôi là quy tắc trong giới võ thuật không liên quan gì đến một người bên ngoài nông minh chiến tôi không nghĩ rằng tôi cắt tay chân của ông ấy thì sẽ liên quan đến lợi ích quốc gia vậy nên những gì ông nói với tôi đều không có ích gì cả có đúng không takahashi imura nhau mắt nói khuôn mặt của nông minh chiến thoáng chốc đã thay đổi đột nhiên ông ta nhận ra điều gì đó về mặt vô cùng khó coi Chẳng lẽ là ông tính kế, ông Trần? Ông phải mau nghĩ biện pháp đi." Nông Minh Chiến đột ngột quay đầu lại thì thào nói. "Tại sao chứ? Ông Trần không thể giải thích được. Takahashi Imura này vốn dĩ cũng không phải là người tốt, ông ta rất xấu xa. Ông ta đã lên kế hoạch để cắt đứt tay chân của ông rồi, bởi vì ông là bạn của tôi. Ông ta muốn tiêu diệt ông để chuyện này ảnh hưởng đến tôi." Ông ta muốn bành trướng thế lực và muốn tổn hại nghiêm trọng đến thể diện của đất nước chúng ta. Vậy nên ông Trần, ông mau đi đi, nhanh lên, đừng để ông ta bắt lại. Nông Minh Chiến hét lớn một tiếng. Sau đó đi thẳng về phía trước, ngăn cản Takahashi Imura. Mẹ kiếp, ông già này không sợ, ông mau tránh ra, cùng lắm thì tôi liều mạng với ông ta. Nếu tôi bỏ chạy, thì ông ta sẽ định xem thường các võ sĩ nước chúng ta. Ông Trần tính khí hung bạo hét lên. Ông Trần, mau nhanh lên. Nồng Minh Chiến cũng lo lắng hét lên. Chết tiệt, để tôi xử lý ông ta đã. Ông Trần gầm lên, sau đó nhảy lên và lao thẳng đến chỗ của Takahashi Imura. Nắm đấm của ông ta tích trữ một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ và đáng sợ, giống như là hai quả cầu lửa và xoay về phía Takahashi Imura. Cú đấm này giống như là hồ xuống núi, rung chuyển trời đất, khiến cho mọi người xung quanh kinh hoàng nhưng takahashi imura lại nhẹ nhàng như gió bay ông ta đứng tại chỗ vững vàng như núi khi phải đối mặt với cú đấm của ông trần thì ông ta cũng không có chút hoảng sợ nào cả khóe miệng của ông ta nở một nụ cười khi nắm đấm tới gần ông ta đột nhiên nhúc nhích ông ta đột nhiên biến mất nắm đấm của ông trần rơi trúng chiếc ghế mà takahashi imura đang ngồi chiếc ghế trực tiếp vỡ tan ngay cả sàn nhà dưới ghế cũng bị đập vỡ cái gì? Lưu Bảo Nam và những người khác ở đây đều dững sờ. Tại sao... Tại sao Takahashi Imura có thể biến mất tại chỗ chứ? Rốt cuộc, đây là võ công gì vậy? Tuy nhiên, ngay khi mọi người chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng gió trong không khí. Một bóng đen đột nhiên lướt đến chỗ ông Trần và đột nhiên dừng lại. Thoạt nhìn, bóng đen đang túm lấy đầu của ông Trần chính là Takahashi Imura. Ông ta thực sự quá nhanh rồi ông ta nắm lấy cổ của ông Trần bằng một tay, tay kia nắm chặt lại và đấm nó vào cơ thể của ông Trần. Trong tích tắc, ông ta đã đấm tổng cộng 12 lần. Ngực và xương sườn của ông Trần đều bị gãy, máu từ trong miệng trào ra. Nhưng vì bị xiết cổ nên ông ta không thể nào né được chút nào và bị đối phương nắm như một con gà con. Ông nội! Cô gái tóc ngắn gào lên thảm thiết. Ông Trần! Đồng minh chiến sắc mặt lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào Takahashi Imura. Takahashi Imura, ông nghe tôi nói đây, nếu ông chẳng xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không để cho ông có thể bước chân ra khỏi Yến Kinh. Nông Minh Chiến, bây giờ ở Yến Kinh không ai có thể ngăn cản tôi. Nếu tôi thực sự muốn rời đi, thì ông lấy cái gì để ngăn cản tôi lại đây? Takahashi Imura nhau mắt hỏi. Nông Minh Chiến dừng sốt, trong chốc lát và trầm giọng nói vậy còn người của ông thì sao bọn họ không có năng lực tốt như ông ông có thể trốn thoát nhưng chưa chắc bọn họ đã có thể trốn thoát được đâu ông chiến nếu như ông muốn giữ lại đoàn đội của tôi thì vấn đề này lại trở thành một vấn đề quốc tế ông có thể chịu được tác động và hậu quả không takahashi imura mỉm cười hỏi ông cũng đã tấn công ông trần rồi đây cũng là một vấn đề quốc tế ông có gánh chịu được hậu quả không Đồng Minh Chiến nghiêm nghị hét lên, ngay sau khi ông ta nói điều này, biểu hiện của Takahashi Imura đột nhiên trở nên kỳ lạ. "Vậy ông chiến định bắt tôi phải chịu trách nhiệm sao?" Ông ta nhìn chằm chằm vào Đồng Minh Chiến và hỏi. "Tôi không quan tâm giới võ thuật của các ông như thế nào, ông trần là người của tôi, hơn nữa đây là yến kinh, nếu ông dám động vào ông ta, tôi nhất định sẽ không tha cho ông đâu." Đồng Minh Chiến tức giận nói lưu bảo nam thủ trưởng gọi tôi có chuyện gì sao lưu bảo nam vội vàng đáp lời màu tập hợp người lại đây cho tôi tuyệt đối không được để cho bất kỳ ai có cơ hội thoát ra nông minh chiến tức giận hét lên vâng lưu bảo nam đáp và ngay lập tức lấy điện thoại di động của mình ra để bấm số nhưng anh ta vừa mới truyền đi thì có một người mặc đồ như ninja đột nhiên lao tới trực tiếp khóa tay và hất anh ta xuống đất lưu bảo nam thậm chí còn không kịp phản ứng cứ như vậy mà bị anh ta quật ngã xuống đất sắc mặt của nông minh chiến đột ngột thay đổi takahashi imura ông muốn làm cái gì đây tôi đang làm gì sao <laughs> nông minh chiến vì nó đã trở thành vấn đề quốc tế nên tôi không thể đứng yên được nữa ông không định để tôi đi vậy thì tôi cũng không cần phải khách khí với ông takahashi imura chế nhạo nói Takahashi imura ông thật là to gan ông có biết ông chiến là ai không chẳng lẽ ông muốn hai nước chiến tranh sao cô gái tóc ngắn lo lắng và giận dữ nói đây đều là vấn đề ngoại giao sau này sẽ có người giải quyết cho tôi tôi chỉ có một số việc phải làm bây giờ là không thể để cho danh tiếng võ thuật của đất nước chúng tôi bị mất đi ngoài ra tôi muốn đứng lên, tôi muốn giết lão già liều lĩnh này để cho người dân của nước ông ai cũng phải sợ Takahashi Imura này. Tôi sợ sự nhẫn nhịn của tôi sẽ khiến cho các ông càng ngày càng được đà lấn tới. Takahashi Imura cười lớn và bắt đầu động thủ. Thằng khốn này! Nông Minh Chiến hai mắt đỏ hoe, ông ta nóng lòng muốn xông lên để đánh cho Takahashi Imura một trận thành tám mảnh. Nhưng ông ta không hề có võ công, nên không có cách nào có thể giúp đỡ được, chỉ có thể đứng nhìn mọi việc tàn khốc đang xảy ra. Takahashi Imura không có bỏ qua việc này nên ông ta đã bắt đầu động thủ. Dừng lại! Cô gái tóc ngắn lao đến với ý định cứu lấy đầu của ông Trần. Nhưng ngay khi cô gái vừa di chuyển, một vài phi tiêu bay tới bên cạnh, cắm thẳng vào chân cô. Cô gái bị ngã xuống đất, cố gắng gượng dậy. Ông ơi! Cô gái bỏ hết sức mình và vươn tay về phía đầu của ông Trần. Nhưng khi vừa mới nhấc tay lên, đã có một cái chân dẫm vào nó. Tiếng xương gãy lại phát ra. Cô gái đau đớn hét lên. Cơn đau dữ dội, khiến cho cô suýt chút nữa đang ngất xỉu. Cô gái cố gắng dãy rủa vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tên khốn nạn! Đồng Minh Chiến cắn chặt răng, kéo lê thân thể của mình về phía cánh tay đã bị dẫm nát của cô gái. Nhưng mọi thứ đều vô dụng. Mấy tên ninja này đều là do đích thân Takahashi Imura huấn luyện. Nên đối với bọn chúng, cho dù làm võ giả hay là con kiến thì cũng không khác biệt gì nhau. Đồng minh chiến chưa kịp tới gần thì đã bị bọn chúng ngăn cản. Ông ta không phản kháng lại được, ông ta chỉ mang theo một mình Lưu Bảo Nam bên người. Trịnh Nam Thiên lại không có ở đây. Lưu Bảo Nam bị bọn chúng bắt trói ông ta cũng không thể trông cậy vào người khác. Thật ra, cũng không thể đổ lỗi cho nông minh chiến quá sơ suất. Bởi ông ta cũng không nghĩ tới lá gan của Takahashi Imura lại lớn như vậy, dám trực tiếp ra tay với ông ta. Takahashi Imura, một tay nắm tóc của ông Trần, hít mắt nhìn thấu mọi suy nghĩ của nông minh chiến. Thầy nông, tôi đã nói rồi, đây là chuyện của hai võ giả chúng tôi. Ông không cần phải xen vào, nhưng ông không nghe cứ thích làm chuyện bao đồng nên mới dẫn tới sự tình như ngày hôm nay ông đã ra tay rồi tôi đây cũng không khách khí vốn ban đầu tôi chỉ định lấy hai chân hai tay của ông ta nhưng nhờ phúc của ông tôi đành phải giết chết ông ta vậy ông không nên trách tôi độc ác là do ông ép tôi phải làm đó takahashi imura dứt lời không biết lấy từ đâu ra một thanh đao trực tiếp đâm thẳng vào lồng ngực của ông trần Dừng tay, ông nội! Cô gái tóc ngắn gần như tắt thở, khóc lóc nói. Lưu Bảo Nam trợn to con mắt, nhìn tình cảnh này. Không một ai có thể ngăn cản được nữa. Hết thầy, giống như số phận đều đã an bài từ trước. Trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Mọi người bên trong phòng đều sừng sốt. Takahashi Imura cũng vô cùng kinh ngạc, dừng động tác lại, liếc mắt nhìn qua thì thấy một người đàn ông tóc bạc đang đi vào. Xin hỏi, thầy Takahashi Imura có ở đây không? Người đàn ông tóc bạc mở miệng nói. Ngay lập tức, có hai tên ninja xoay người sông lên, ý định kiềm chế đối phương. Nhưng... Hai tên này vừa mới tiến tới, bọn họ giống như đã bị điện giật, toàn thân run mạnh, sau đó mất đi toàn bộ chi giác, nặng nề mà ngã xuống đất. Có chuyện gì vậy? tất cả mọi người chứng kiến đều kinh ngạc. Takahashi Imura nhíu chặt lông mày, ngước mắt nhìn qua. đây là cách chào đón khách ở quốc gia của mấy người sao? quả là nơi nhỏ xíu thì cái gì cũng nhỏ xíu. chả biết cấp bậc lễ nghĩa là gì hết. người đàn ông tóc bạc lắc đầu bình tĩnh nói. anh là ai? Takahashi Imura lạnh nhạt hỏi. tựa hồ lúc này người đàn ông tóc bạc mới nhìn rõ cảnh tượng trong phòng bất giác giấu chặt mày kiếm. Ông chiến, sao ông lại tới chỗ này chứ? Lâm Thần Y, việc này nông Bình Chiến không biết nên giải thích như thế nào. Anh chính là Lâm Thần Y ư? Takahashi Imura hỏi. Đúng vậy, còn ông là Takahashi Imura sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Là tôi, Lâm Thần Y, sao anh lại tới đây? Không phải anh nên ở nhà chờ ngày nghênh chiến với học trò của tôi ư? Sao vậy? chẳng nhẽ sợ rằng không đánh lại học trò của tôi nên tính toán chạy đến đây để cầu xin tôi ra mặt hủy bỏ trận quyết chiến có đúng không nếu thật sự đúng như vậy thì lần này anh đến cũng vô ích thôi tôi chắc chắn sẽ không hủy bỏ đâu anh là người nổi tiếng nhất ở quốc gia này đối với mọi người trên khắp thế giới anh giống như là một tờ danh thiếp đại diện cho võ học của quốc gia anh chỉ cần học trò của tôi xén nát tấm danh thiếp này thì võ thuật của quốc gia tôi sẽ vang danh toàn cầu. Takahashi Imura nói. Ông hiểu lầm tôi rồi. Tôi đến đây không phải là để cầu xin ông hủy bỏ trận quyết đấu. Chính xác hơn là tôi không đến để cầu xin ông. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ánh mắt dừng lại ở trước cổ của Takahashi Imura. Trên cổ của ông ta đang đeo một chiếc vòng làm bằng hoa. Chiếc vòng hoa này thiết kế rất tinh xảo, Nhìn qua chẳng khác gì mấy vòng cổ bình thường. Nhưng nếu như để ý kỹ một chút thì sẽ phát hiện chiếc vòng này được làm từ rất nhiều đóa hoa bện vào nhau. Không sai, không sai. Thật sự là hoa hồi minh. Thật sự là... Phản lầm vừa đánh giá, vừa lầm nhầm trong miệng. Còn người không ngừng sáng lên. Sao vậy? Takahashi Imura nhíu mày. Nhìn xuống cổ mình, lạnh nhạt nói. Vậy... Cậu tới đây để làm gì? Phản lầm không nói lời nào thân hình bắt đầu chuyển động. Thân hình giống như một cơn gió bỗng chốc xuất hiện bên cạnh nông minh chiến. Đưa tay đánh bay hai tên ninja đang canh giữ bên người của nông minh chiến. Cả hai đập thẳng vào bàn, ngã xuống đất, bất tỉnh tại chỗ. Phan Lâm đỡ nông minh chiến đứng dậy. Ông không sao chứ? Tôi không sao. Thật sự là quá nhục nhã. Cái lũ đê tiện này... Ông đây nhất định sẽ cho bọn mày biết mùi. Nông Minh Chiến tức giận đến toàn thân run rẩy. Ông Chiến, việc này chỉ trách ông quá chủ quan. Đối phó với loại võ giả ở cấp bậc này, sao có thể tay không một mình mà đến chứ? Phan Lâm lắc đầu nói. Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Đây là Yến Kinh. Sao có thể mặc cho bọn chúng làm sằng làm bậy đây? Nông Minh Chiến lập tức lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Mấy tên ninja đứng xung quanh, trở nên căng thẳng. Cả bọn lập tức xông lên ngăn cản nhưng ngay khi nông minh chiến vừa bấm được vài con số thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cánh tay giật lấy chiếc điện thoại của ông ta cái tên nhóc họ phan này cậu cậu làm cái gì vậy nông minh chiến lạnh giọng hỏi ông chiến ông không cần phải làm lớn chuyện này đâu việc ở đây cứ để tôi giải quyết phan lâm bình tĩnh nói các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 241 của bộ tiểu thuyết giải ký mang tên Thần Y ở Rẻ tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu bạn bè và người thân cùng biết đến kênh chuyện nhiều hơn ủng hộ kênh chuyện nhiều hơn nữa chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ xin tạm biệt và hẹn gặp lại